Tại cuộc họp ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra cuối tuần trước, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sắp xếp lại năm học theo hướng có 4 kỳ nghỉ một năm. Lý do để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra đề xuất này là vì nhiều nước trên thế giới đã làm như vậy và học sinh có kỳ nghỉ dài vào mùa đông xuân để phòng tránh dịch bệnh. Đây cũng là chủ đề thu hút sự chú ý của nhiều thầy cô, nhất là trong bối cảnh các em phải nghỉ dài ngày để phòng chống dịch như hiện nay. Theo đề xuất, năm học được tổ chức sắp xếp theo hướng 4 kỳ nghỉ một năm. Kỳ nghỉ hè sẽ được rút ngắn xuống còn khoảng 35 ngày, nghỉ Tết sẽ là một tháng, hai kỳ nghỉ còn lại kéo dài 2 tuần. Một số giáo viên cho rằng, thay vì cho học sinh nghỉ hè 3 tháng như hiện nay, phương án học 2 kỳ với nhiều lần nghỉ trong một năm nên được nghiên cứu áp dụng. Đầu tháng 7, các em học sinh hoặc là cha mẹ học sinh cũng đã tìm chỗ cho con em mình đi học thêm rồi. Như vậy là thực tế học sinh được nghỉ không phải như đúng quy định mà nghỉ ít hơn quy định. Và chúng ta thấy cái thời gian học là 9 tháng. Như vậy là 9 tháng học liên tục. Trong khi đó chúng ta thấy là cái áp lực trong cả cái 9 tháng đấy chắc chắn là sẽ căng thẳng hơn. Thực tế, một năm học của ngành giáo dục có 35 tuần và 2 tuần đệm. Như vậy, thời gian nghỉ của học sinh là 15 tuần mỗi năm. Trừ thời gian học sinh nghỉ Tết Nguyên đán, Dương lịch và các kỳ nghỉ khác, thời gian nghỉ hè còn khoảng 2 đến 2,5 tháng. Nếu thay đổi về khung thời gian năm học, sẽ kéo theo những thay đổi khác của cả xã hội. Việc thay đổi khung thời gian cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng và cần thực hiện thay đổi đồng bộ trên cả nước. Bởi trong thời gian nghỉ hè, có hai kỳ thi quan trọng diễn ra, đó là kỳ thi chuyển cấp ở địa phương, thi Trung học Phổ thông Quốc gia với hai mục đích xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông và tuyển sinh đại học. Các con sẽ thi các kỳ thi quan trọng như kỳ thi cấp 2 hoặc là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông như thế nào? Bởi vì sau khi thi trung học phổ thông thì các bạn ấy còn thi đại học hoặc là tuyển sinh vào đại học nữa. Vậy thì cái quá trình mà các bạn ý thi, rồi là các giáo viên chấm thi, rồi là sau đó là các công tác tuyển sinh sẽ diễn ra như thế nào vào thời gian nào? Chắc chắn là chúng ta không thể làm ngay được. Bên cạnh đó thì chương trình học của các con cũng không phù hợp với 4 kỳ nghỉ như bây giờ. Mà muốn thực hiện điều đó chúng ta phải có một lộ trình rất rõ ràng. Chúng ta có thể cân nhắc những cái thời gian nghỉ khác nhau. Tôi lấy ví dụ như là cái dịp hè có thể là nghỉ tới 1 tháng rưỡi. Thì trong 1 tháng rưỡi đó thì đủ thời gian để làm cái công việc tổ chức các cái kỳ thi như kỳ thi vào 10 hoặc là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thế còn lại ví dụ kỳ nghỉ Tết, tôi nghĩ là có thể các em nghỉ 2 tuần thôi. Thế rồi là mỗi một giữa một kỳ kia, giữa một cái kỳ từng cái kỳ một thì có thể là nghỉ 1 tuần cho đến 2 tuần. Và tôi bộ nên đưa ra một cái khung chương trình. Việc thay đổi tổ chức sắp xếp lại năm học phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể vì học sinh cả nước có những kỳ thi chung. Đồng thời, phải tính toán trường hợp học sinh di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nếu không đồng bộ, nơi kết thúc năm học sớm, học sinh, giáo viên ngồi chờ địa phương khác.